Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Mai Phương rất vui bởi vì đã nhận được rất là nhiều những lá thư của quý vị khán giả gửi về để chia sẻ với chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Và trong đó thì có một số những lá thư của những mẹ bầu. Và ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ xin phép được chia sẻ một lá thư của một người mẹ trẻ ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư thì chị đã chia sẻ như thế này: mình lấy chồng trễ và mới có thai được gần 2 tháng. Đây là con đầu lòng nên rất vui, nhưng cả hai vợ chồng mình vẫn khá lo lắng và căng thẳng. Vì hoàn cảnh nên mình không có điều kiện học hỏi kinh nghiệm khi mang thai của các bà, các mẹ đi trước. Và mình rất hay theo dõi chương trình Lắng Nghe Cơ Thể, cảm thấy rằng những kiến thức mà chương trình mang lại rất thiết thực cho chị em phụ nữ như mình. Hy vọng chương trình sẽ có thêm nhiều chủ đề về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, để những bà mẹ trẻ như mình có thêm kinh nghiệm. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Và đây là một lá thư đã làm cho Mai Phương nảy ra một suy nghĩ vô cùng thú vị. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà Mai Phương nghĩ rất bổ ích và thiết thực. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, đó là phần tình huống. Đó, em thấy chưa? Anh nói không rồi, ăn gì có đầy đủ chất, em cứ ăn gì hạt dưa rồi sơ ri rồi ăn mấy món nóng không à. Anh mua nè, bún bò Huế nè, bún thịt nướng nè, phở nè, rồi gà thịt. Gì em? Gì em? Sao vậy? Không phải là em không muốn ăn, mà em đang trong thời kỳ thai nghén, em ăn không có được. Sao ăn không được? Anh ăn được, em phải ăn được chứ. Tại vì mấy món đó anh thích mà. Anh em là vợ chồng nhau, hiểu ý về đồ ăn, những món ăn với nhau. Thôi giờ em muốn ăn gì anh mua cho nè. Thích ăn gì? Em không ăn được đâu. Em không ăn gì rồi em bé làm sao? Sao sao? Cái dạ. Gì vậy con hả? Ối nữa hả? Má. Ừ ơi, má đây. Sao rồi? Bữa nay đi khám bác sĩ nói con sao? Má, bác sĩ nói là thai nhi bị thiếu chất dinh dưỡng. Trời đất ơi, chết không? Sao mang uống gì hết vậy con? Dạ, con mua đồ ăn rất là nhiều luôn. Phở nè, bún bò Huế nè, gà tiệm thuốc bắc. Nhưng mà vợ con không chịu ăn. Sao con không ăn được hả? Là tại vì thức ăn khó ăn quá hay là tại vì con ăn uống? Đồ ăn rất là ngon má. Nhưng mà con không hiểu là sao vợ con không thích con mua đồ ăn về cho vợ con. Má hỏi giùm con đi. Tại sao lại... Thì má đang hỏi vợ con nè. Mà con cứ trả lời giùm cho vợ con thì làm sao mà má hỏi được, phải không? Trời đất ơi, sao ăn uống không được, nói cho má nghe coi. Ừ, chắc là tại vì nghén đó má. Mỗi lần mà nghe mùi đồ ăn là con mắc ói à. Tội nghiệp con quá à. Má biết mà. Cho nên á, hôm nay má qua đây nè, má đem cho con đây nè, yến xào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa. Ừ đó, hồi xưa đó mấy cái công dụng của yến nè má cũng biết, nhưng mà lúc đó má không có tiền cho nên má không có mua được để mà mình ăn bổ dưỡng lúc mà má mang thai. Bây giờ thì con á là dâu cưng của má, với lại đây nè cháu nội đầu tiên của má, cho nên á khó khăn cách mấy nè má cũng phải mua để cho bổ dưỡng cho con, rất là tốt con biết không? Gì má? Hả? Con xin phát biểu ý kiến. Chồng con giống như hồi đi học vậy đó. Rồi nói cái gì nói đi. Má, con nhớ yến xào là dành cho những người nào lớn như má, chứ vợ con còn trẻ uống không được đâu. Con nói đúng chỉ có một phần thôi. Đúng á, là yến này rất tốt cho những người già, tốt cho những người bệnh mà phục hồi sức khỏe, và tốt luôn cho cả phụ nữ và trẻ em, và đặc biệt tốt luôn cho những bà mẹ đang mang thai, tốt luôn cả thai nhi đang trong bụng mẹ nữa đó. Nè, bây giờ con ráng nghe chưa? Con cứ ráng ăn uống nè, rồi con ráng ăn uống, ăn yến thường xuyên đi. Má hứa với con luôn là chẳng những con khỏe nè, con lên ký nè, mà cả đứa bé trong bụng nè nó cũng vẫn tốt luôn đó, biết chưa? Vậy hả má? Ừ, đà, nè. Rồi lấy ăn liền luôn đi. Tầm bảy tầm bả không à. Để má chỉ cho. Đây. Cái này người ta gọi là tổ yến. Tổ yến. Thấy chưa? Dạ. Ở trong này nó hướng dẫn sử dụng, con nhìn vào mà con làm rất là dễ, không khó khăn gì hết. Một tuần con nấu cho vợ con 2 chén. Dạ. Còn đây nè, đây là tinh chế của yến xào nè đó. À. Đã làm ra từng hộp sẵn rồi, thành dạ. Ra cái thời gian nấu nó rất là lẹ. Dạ. Coi thấy hướng dẫn sử dụng không? Dạ rồi, con thấy rồi. Đọc cho má nghe coi. Dạ, hướng dẫn sử dụng. Ừ. Cho 120ml nước ấm vào chén sứ, ngâm yến khoảng 20 phút. Ừ. Cho tiếp đường phèn,
có 10 gram đường phèn kèm riêng trong hộp. À, mày có đường sẵn luôn. Giờ đó, mỗi hộp vậy là có thể là con nấu được một chén cho vợ con ăn rồi đó. Dạ, dạ. Rồi bây giờ sao dạ dạ được cứ ngồi ngói vậy hả? Ủa, giờ đi làm luôn. Đi xuống làm cho vợ con một chén ý này liền đi. Dạ, dạ. Dạ, chờ chồng xíu. Má ăn đi. Đi con. Trong thời gian chờ đợi chồng con làm cho con chén yến con ăn đó. Đi nè nè. Đó, bởi vậy tôi nói cháu nội đầu tiên mà phải lo, lo kỹ lắm. Đây nè, cái này mỗi ngày con uống được, mỗi ngày nghe chưa? Dạ, dạ con mời má trước à. Thôi, má mua cho con mà. Nè, uống đi, má mua cho con với lại cháu nội của má. Đừng có mời má, uống thử đi, coi ngon không? Dạ. Ngon lắm á. Đây. Ai à. Nóng quá. Dạ. Ừ. Chồng nó chưng yến xào cho vợ đây. Ừ. Đưa đây em tự ăn. Từ từ từ. Nóng nóng. À, đã nguội rồi. Được rồi nè. Không, cái này là chồng thử coi coi nó có bớt nóng chưa. Bớt nóng rồi nè. Dạ. Sao ngon không? Ngon. Xuất sắc luôn đúng không? Ừ. Chồng chưng sao mà không ngon được. À mà vợ, ăn yến xào thường xuyên thấy không? Vợ bác sĩ ghi nè, vợ đầy đủ chất dinh dưỡng nè, và thai nhi phát triển tốt nữa. Ừ. À anh gọi điện cho mẹ báo tin đi, chắc mẹ đang trông lắm á. À, cho chồng mượn thoại nha. Ừ. Má ơi. Đây má đây, chuyện gì vậy con? Báo cho má một tin rất là vui. Sao? Dạ hôm nay đi khám bác sĩ nói là vợ con đầy đủ chất dinh dưỡng và thai nhi phát triển tốt. Ha ha ha. Vậy hả? Rồi bữa giờ con có cho vợ con ăn yến xào đầy đủ không? Dạ ăn rất là đầy đủ. Má kêu sao con làm vậy? Mà nó ăn có ngon không? Dạ con biết ăn ngon không mà hôm nào con cũng nhìn vô thấy hết trơn. Vậy là tốt rồi. Dạ rồi, con cảm ơn má. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời rất quen thuộc, bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, bác sĩ chuyên khoa 1, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào bác sĩ. Chào Mai Phương, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa bác sĩ, như trong tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là sự quan tâm của mẹ cũng với chồng dành cho vợ là điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất. Nhưng mà việc là chị em phụ nữ đang mang thai ăn nhiều yến xào như vậy thì thật sự là có lợi hay không ạ? À, mình thấy xét về thành phần dinh dưỡng của yến xào ha, thì trong yến xào là thực phẩm cung cấp cái lượng đạm rất là cao, các acid amin thì rất là nhiều và nó cân đối, dễ hấp thu, cũng như là ăn vào thì nó vào trong cơ thể rất là nhiều, chứ không như những loại đạm khác thì nó không hấp thu được hoàn toàn. Bên cạnh đó thì yến xào chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất rất là cần thiết cho bà mẹ trong quá trình mang thai. Vì vậy mà yến xào là một thực phẩm rất là bổ dưỡng, và người phụ nữ mang thai có thể bổ sung vào cái chế độ ăn, cái thực đơn bình thường hàng ngày của mình. Và mình biết là thường phụ nữ mang thai thì hay ngán ha, như trong tiểu phẩm vừa rồi, ngán quá ăn không được, cho nên là phải bổ sung và dinh dưỡng. Thì như vậy yến xào cũng là một cái thực phẩm thích hợp để bổ sung cho bà mẹ. Cái giai đoạn mà mang thai thì mọi người vẫn thường có một cái bảng công thức về chế độ dinh dưỡng, chẳng hạn như là uống nước mía, hoặc là uống cam, mật ong, hoặc là uống nước dừa, uống sữa bầu. Đó là những cái nước uống rất là cần thiết trong cái quá trình mang thai để giúp cho trẻ có thể phát triển một cách toàn diện. Nhưng mà có rất là nhiều mẹ than rằng là ngán, và từ đó đến giờ đã không thích sữa rồi, cho nên là việc uống sữa bầu là một cái việc khá là khó khăn. Và chia sẻ cái mong muốn là thay bằng những cái loại như là uống nước yến, hoặc là uống sữa tươi thay thế cho sữa bầu. Như vậy thì cái thành phần dinh dưỡng hay là những cái chức năng giúp cho sự phát triển của trẻ của sữa tươi hoặc là yến xào đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa, nó có tương đương với sữa bầu hay không, và nó có giúp ích cho bé trong quá trình phát triển hay không ạ? Mình biết là mỗi cái loại thực phẩm khác nhau thì nó sẽ cung cấp những cái chất dinh dưỡng khác nhau. Và trẻ em để phát triển được toàn diện
để ba mẹ có sức khỏe toàn diện thì cần phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, nên ăn thay đổi đa dạng các loại thức ăn, thức uống khác nhau để mà nhận được nhiều chất dinh dưỡng. Và nếu mình bị ngán, khó ăn chẳng hạn thì mình phải tìm những thực phẩm nào mình thích ăn tạm thời và thay đổi các dạng khác nhau để mình bổ sung những cái đầy đủ những cái khoáng chất cần thiết, để khi quá trình mà ngán giảm thì mình lại trở lại ăn lại những thực phẩm khác, chứ mình không có nên kiêng khem hay là mình xa lánh hoặc mình không ăn một loại thực phẩm nào thì như vậy sẽ thiếu chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là sữa là một cái thực phẩm rất là cần thiết trong giai đoạn mang thai, phải cố gắng là uống sữa mỗi ngày 1 ly hoặc 2 ly hoặc 3 ly tùy vào cái chế độ ăn của mình, làm sao cho mình lên cân đủ mới được. Khi mang thai thì cái năng lượng của mình cần tăng thêm, và đặc biệt là nhu cầu chất đạm nó cũng cao hơn. Vì vậy mà cái lượng đạm như là thịt hay cá hay trứng, tôm, đậu hũ chẳng hạn, trong một ngày mình phải ăn nhiều hơn bình thường của mình, thì như vậy mới đảm bảo đủ cái sự tăng trưởng cho thai nhi nữa. Vậy nếu mà bà mẹ ngán không có ăn được thịt cá chẳng hạn, không có sợ được cái mùi tanh cá chẳng hạn, thì có thể là bổ sung thêm cái nước yến để bổ sung thêm chất đạm, bổ sung thêm khoáng chất thì cũng là cần thiết.